Tiếp nối các hoạt động tại Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2023, vào tối ngày 28 tháng 8, huyện Mộc Châu đã tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm thương mại và nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023. Hội chợ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với quy mô 210 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, trong đó có 140 gian hàng thương mại dành cho tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong nước và 70 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm nông sản có tiềm năng thế mạnh của các tỉnh và của huyện Mộc Châu. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, để từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tìm hiểu khoa học tiến bộ để áp dụng vào hoạt động sản xuất, đồng thời là kênh thông tin để các nhà đầu tư, chế biến nông sản gặp gỡ với các nhà cung ứng để tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói riêng và của các địa phương trong cả nước nói chung.